Xin chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với kênh Nhím TV. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại trái cây quen thuộc thông qua hình ảnh và tên gọi. Bắt đầu thôi nào các bé. Đây là quả táo. Quả táo. Quả táo. Đây là quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Đây là quả khế. Quả khế. Quả khế. Đây là quả mít. Quả mít. Quả mít. Đây là quả bơ. Quả bơ. Quả bơ. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là quả chuối. Quả chuối. Quả chuối. Đây là quả nho. Quả nho. Quả nho. Đây là quả bưởi. Quả bưởi. Quả bưởi. Quả bưởi.
Đây là quả xoài. Quả xoài. Quả xoài. Đây là quả dứa. Quả dứa. Quả dứa. Đây là quả măng cụt. Quả măng cụt. Quả măng cụt. Đây là quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Đây là quả kiwi. Quả kiwi. Quả kiwi. Đây là quả sầu riêng. Quả sầu riêng. Quả sầu riêng. Đây là quả đu đủ. Quả đu đủ. Quả đu đủ. Đây là quả dưa lưới. Quả dưa lưới. Quả dưa lưới. Đây là quả chanh. Quả chanh. Quả chanh. Đây là quả mơ. Quả mơ. Quả mơ.
Đây là quả cóc. Quả cóc. Quả cóc. Đây là quả me. Quả me. Quả me. Đây là quả ổi. Quả ổi. Quả ổi. Đây là quả mận. Quả mận. Quả mận. Đây là quả mâm xôi. Quả mâm xôi. Quả mâm xôi. Đây là quả dâu tây. Quả dâu tây. Quả dâu tây. Đây là quả việt quất. Quả việt quất. Quả việt quất. Đây là quả lựu. Quả lựu. Quả lựu. Đây là quả dưa chuột. Quả dưa chuột. Quả dưa chuột. Đây là quả lê. Quả lê. Quả lê. Quả lê.
Đây là quả dừa. Quả dừa. Quả dừa. Đây là quả chôm chôm. Quả chôm chôm. Quả chôm chôm. Đây là quả nhãn. Quả nhãn. Quả nhãn. Đây là quả vải. Quả vải. Quả vải. Đây là quả thanh long. Quả thanh long. Quả thanh long. Đây là quả hồng. Quả hồng. Quả hồng. Đây là quả đào. Quả đào. Quả đào. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé ở video tiếp theo. Các bé nhớ like, subscribe và share để giúp nhiều bạn biết đến kênh Nhím TV nhé.